Chào anh em, mình làm giao lưu với anh em shippo nha, shippo xì lim, bô tất cả các năm rụt shippo. Anh em nào cần phụ tùng liên hệ em nha. Chào anh Võ Thạch Sơn. Chào anh Bình An. Đầu tiên em lên cho anh em cây xì lim nha. Xì lim Venrap 1995. Xì lim Venrap 1995. Nguyên zin, chưa qua xì ba nha. Dạ anh. Chào anh. Venrat 1995 ruột trùng nha. Ruột vàng trùng năm nha. Nguyên zin chưa xì ba nha. Xì lim Venrat. Em giao lưu với anh em với giá 500k nha. 500k xì lim Venrat 1995. Qua sử dụng nguyên zin. Dạ. Chạy anh ơi, xì lim Venrap 1995. Nguyên zin, chưa xì ba, 500k nha. Anh em nào chốt liên hệ em nha. Chưa gắn móp nha anh em. Chưa xì ba, chưa gắn móp, chưa vệ sinh luôn nha. Cây này có âm thanh nha. Xì lim Venrap 1995, nguyên zin, 500k. Xì lim Rap. Ủa xì lim Chrome HB râm bóng nha. 1981. Cây này qua sử dụng rất ít nha anh em. Nguyên zin. Chưa cứng móp nha.
Slim Vendrom HB1981. Qua sử dụng rất ít nè, nắp bùng đốt chưa chày nè. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời, chưa cắn mớp nha. Cây này thì sử dụng rất là ít, tầm chừng một lần săn thôi, tim chưa có cháy luôn nè. Slim 81 HB chưa cắn mớp, 400k. Slim 1981 HB 400k. Em chào anh Masterin. Em lên cho anh em cây Shippo hạt lay 1999 nha. Qua sử dụng rồi, đít có cắn nè. Shippo hạt lay 1999, em lên full nắp bản châu Âu. Em lên này em chưa vệ sinh nha, để mua về sao để nguyên dạng vậy. Shippo 1999 hạt lay em lên full nắp bản châu Âu xin hãng nha. Cái này thì liền là có cắn ngay góc nắp đây nè, với đít ngay đây một cái. Cắn hai điểm nha anh em. Dạ em chào anh Quang Thái. Vệ sinh rồi. Hạt lay Davidson. Em lên full nắp. Ruột trùng 5 nguyên zin nha. Shippo hạt lay Davidson em lên full nắp zin hãng, qua sử dụng có cắn một điểm ở cạnh đáy và một điểm ở cạnh nắp thôi. Ruột vàng trùng 5. Cây này giao lưu với anh em 1500k nha. 1500k. Shippo hạt lay 1500k nha. Dạ em chào anh Dương. Kế tiếp là em lên cho anh em một cây Shippo rắp zin đáy lõm nội địa Mỹ nha, dòng này rất là hiếm nha. Rắp zin nội địa đáy lõm 1993. Rắp zin nội địa đáy lõm 1993 nha. Qua sử dụng nguyên keo nguyên zin chưa cắn. Cây này qua sử dụng rất là ít nha anh em, cái bùn đốt ít chày rất là ít nè. Ruột trắng trồng 1993 nha, búa chưa mòn, rất là sạch sẽ.
Đắp zin đái lõm nội địa Mỹ 1993. Qua sử dụng chưa cắn. Cây này em giao lưu 900k nha. 900k. Nguyên zin cốt lại còn zin luôn nha. Em chào anh Khang, em chào anh Đạt, chào anh Quân. Cuộc 7X là năm 71, 75 hay 76, 82 anh? Anh 76, 82 hay là 71, 75 nó có hai loại ruột lận. Nếu mà ruột đẹp á, chưa sửa chữa mà ruột đẹp á, thì khoảng tầm 700 anh, còn ví dụ mà ruột có sửa chữa rồi thì rẻ hơn. Có gì anh nhắn tin em nha, em tìm cho nha. Shippo nội địa Mỹ, đáy lõm ráp zin, qua sử dụng chưa cắn móp, 900k nha. Ruột 71 đây anh. Xước ít nè. Nguyên zin nè. Bánh xe bán lưỡi gà khỏe nè. Ruột này thêm giao lưu 700k nha anh. Ruột 71 700k nha anh. Bố mòn rất ít nha. Chào anh Hải. Anh Quy ghẹm hoài. Shippo mọi 1995 qua sử dụng. Em lem này là em lem bằng niken nha. Em lem sản xuất 1920 nha. Em lem zin hãng. Hãng thì hãng Shippo lấy cái em lem này design lên Shippo nha. Chủ đề zin hãng nha, 1995. La mã 1995 qua sử dụng. Có cắn nhiều nha. Ấn dâm nhiều. Em lem zin hãng nha anh em. Cây này cắn nhiều nha. 1995 mọi nêu. Ruột trắng trùng năm nha. Một chín chín năm chủ đề mọi diêu. Cây này là xài em lem niken zin hãng. Cắn nhiều, cây này em giao lưu là 500k nha. 500k cây La Mã 1995. Chủ đề mọi rất là hiếm nha. Tại nó cắn nhiều em giao lưu cho anh em là 500k nha. 500k. Chào bác John. Chào anh Nguyễn Mai. Thank you.
em hỏi qua sử dụng nguyên zin cắn nhiều nha, 1995 500k. Dạ em chào anh Nguyễn Mai. Cảm ơn anh xem nha. Mọi zin hãng qua sử dụng cắn nhiều 500k nha. Chào anh Chí Thành. La mã hả? La mã như em muốn hết hay gì rồi? Còn mấy cây chủ đề không à? Lên cho em cây, anh em cây xì lim vàng hồng 1997 nha. Cây này bản gốc của nó là mạ vàng hồng nha, rất là hiếm nha. Chủ cũ nó đánh cái lớp vàng hồng bay gần hết rồi. Xì lim mạ vàng hồng 1997, lớp vàng hồng bị đánh bay gần hết rồi nha anh em. Cảm ơn ship. Cây này thì bị cắn ngay góc nắp tí xíu, ngoài ra là liền lạc nha. Cảm ơn ship John nha. Gột vàng hồng nha, chuẩn năm nha, 1997 nha, nguyên zin nha. Cây này là nó chỉ bị cắn Zippo mạ vàng hồng, nó chỉ bị cắn với bị chủ cũ nó đánh bay cái lớp vàng hồng thôi. Zippo mạ vàng hồng thì cái dòng này nó chỉ Gogon, nó chỉ sản xuất từ 97 cho tới đầu năm 01 thôi nha. Xì lim vàng hồng lỗi giao lưu với anh em 400k nha, 400k gột vàng hồng nguyên zin theo máy nha. Xì lim vàng hồng 1997 400k nha anh em. Chào anh Danh Zippo. Đánh tiếp cho anh em cây Zippo bản kỷ niệm 60 năm nha. Mục đích trung niên 3292 gram nha. Chào anh Danh Zippo gram bản kỷ niệm 60 năm 3292 nha. Bản 60 thờ. Cây 60 thờ nguyên zin nha, qua sử dụng có cắn ở đây nè. Trung niên Chrome 1932 1992. Ruột trắng trùng năm rõ bạch luôn nha, 1992. Em lên zin theo máy nha. Cây này bản gốc của nó là phủ sơn Black A. Cây này đó xả sơn lót A rồi, có cắn ở đây nha. Âm hay trung niên 3292 crom bản 60 thờ. Âm hay qua sử dụng, cây này em giao lưu với cả nhà 1100 nha. Cây này 1100k nha.
1.100k. Zippo 60 thờ qua sử dụng 1.100k nha. Em chào anh Bảo. Anh em mà cần Zippo năm sinh năm gì á, nhắn tin em tìm cho nha, hoặc là ruột năm nào á cứ nhắn tin cho em rồi em rảnh em lục cho. Lên cho anh em một cây Zippo 1991 mạ đồng đỏ nha, vinh tẹt 1991 mạ đồng đỏ nha, mạ anti que đồng đỏ nha. Chào anh Kỳ Zippo, cây này qua sử dụng rồi nó xước rồi, có nhiều chỗ nó phôi phai nha, nhưng mà chưa cắn nha. 1991 anti que mạ đồng đỏ giả cổ chưa cắn. Gột mờ nhưng mà nhìn kỹ ra là 1992 nha anh em. Chào anh Khánh Trần, chào anh Thanh Vũ. 1991 mã đồng đỏ, vinh tẹt phom đầu bằng nít bằng nha. Cây này em xin giao lưu là 900k nha. 1991 đầu bằng nít bằng 900k âm hay. Chào Thanh, 1991 mã đồng đỏ giả cổ 900k. Dạ em chào anh Tấn, lâu quá không thấy anh Tấn ghé hết trơn. Chào anh Kiên Nguyễn. Em lên tiếp cho anh em cây Zippo Ermo nha. Zippo Ermo sản xuất 506. Zippo Ermo 06 qua sử dụng. Có cắn nè. Cây này thì cái bản nguyên zin của nó bị mất lớp da nha. Cái này lớp da chỗ cũ dán lại hay sao á. Cây này bị mất lớp da zin nên dán lại lớp da hay sao. Ruột trùng 506. Bản Ermo thì dày hơn bản thường 1.35 lần nha. Rất là dày, rất là đầm tay. Ermo 06 qua sử dụng 500k nha. Cây này 500k nha anh em. Dạ rép bạc khối em không có rồi.
M06 dán da nha, 500k. Ghép mặt khó em không có rồi anh ơi. Lên tiếp cho anh em cây Zippo 1967, 7 vạch đứng. Cây này sản xuất đầu năm 1967, còn 7 vạch đứng giữa năm thì nó không còn bạc nha. Cây này liền lạc. Chủ đề zin hãng, em lên zin hãng nha anh em. Em lên zin hãng 1967 rất đẹp. Cắn tâm tí xíu đây nè. Lớp tan đen này nó bị nổ cà rôm nha. Em lên zin hãng theo máy nha. Gột một mặt chữ. Chuẩn đời, lưỡi gà nhỏ. Ruột này chuẩn đời 6770 nha, ruột cuối năm nó không còn bạc nha. Cái mọc đái đầu năm, còn cái ruột ruột nằm ở cuối năm nó không còn bạc nha, giao thời nha. Tại năm 67 nó sẽ có hai loại rùa, hai loại mọc. Một là có bạc và hai là không có bạc. Đầu năm cuối năm. Vỏ thì nằm đầu năm mà còn ruột thì nằm cuối năm nha anh em. Một chín sáu bảy này em xin giao lưu với giá 1300k nha, 1300k cho một cây 1967 rất là đẹp nha, qua sử dụng. Chào anh Cường. Dạ bà khói em có anh tìm năm mấy. Em còn 8X 2000. 8X với 2000. Lên cho anh em cây Zippo sọc dưa 1970 nha. Cái này thì bảo quản rất là đẹp nha. Ô khăn ô khắc tên chưa xâm nha. Ở đây là bảo quản không kỹ nó bị nổ rơm nè.
bạc khối như em còn á, mấy cái bài like trước của em còn bạc khối anh trai ơi. Zippo 1970 sọc dưa qua sử dụng còn rất đẹp nha. Cái này nó bị móp ngay đít này nè. Này về anh em khéo tay anh em gò được nha. Nắp thì có chấm chấm ngay đây nha. 1970 sọc dưa qua sử dụng nha, còn rất đẹp nha. Ruột đẹp long lanh nha. Ruột mộc mặt chữ chuẩn đời nha, lưỡi gà to. Tám mét xíu xuống là em gửi hình riêng cho anh nha anh trai. Sọc dưa 1970 còn rất đẹp nha. Cây này em xin giao lưu với giá 1300k nha. 1300k sọc dưa 1970. Zippo sọc dưa 1970, 1300k nha. Lên cho anh em cây replica 32 nha. Em chào anh Tân. Em chào anh Quang. Replica 1932 nha. Cây này sản xuất vào năm 1997 nha. Mặt sau có cắn dâm nè. Em lên zin hãng theo máy. Mẫu này là của hãng Camel, đặt Zippo sản xuất nha. Em lên bị cắn nè. Ruột nguyên zin nha, 1997 trùng năm nha. Cái dòng này thì nó sản xuất từ năm 96 tới năm 2000. Replica 1932. Bán không mà không có đổi thật ơi. Cái này thì em giao lưu với cả nhà là 1500k nha. Replica 1932, 1500k. Replica 1932, 1500k nha. Em chưa bán vỏ anh ơi. Nguyên cây thì em có nhiều lắm, với vỏ em chưa có. Chào anh Nguyễn Quang Trường. Zippo tái bản
tái bản là cái mẫu mà 70 thờ nha, mà mẫu 70 thờ thì nó sản xuất chính gốc của nó là vào năm 2002. Cây này nó sản xuất đời sau 2016. Nó nằm trong set collection nha, nó khác với cái bản là 70 thờ nha anh em. Nó nằm trong cái bản set bản collection sản xuất châu Âu nha. Em lên xin hãng tình trạng 2016 new. Zippo collection. Khắc ăn mòn zin hãng. Trên nền replica 1941 nha. Cây này nó tái bản Iran cây 2002, chỉ khác cái mộc đái thôi. Ruột trùng 2016, ruột vàng trùng nha. Dạ. Cây này nêu em giao lưu với cả nhà là 1500k nha, 1500k. Chú mua khu gì chú? Có tài hả? Có bộ. Đủ cho năm mét anh lại nhà anh lựa rồi không được mà không vừa ý anh mà sao em lên anh năm mét em còn 40-50 cây anh muốn em lên cây nào giờ anh tới nhà anh lựa không được mà Zippo tàu chiến 4950 ba hàng cử DD863. Cái này là logo của tàu chiến nha. DD863. Zippo 4950 DD863 ba hàng cử nha. Liền lạc cứng cáp nha. Lề 5 chấu mập. Vỏ đồng ruột Niken nha. Con này chuẩn 4950 nha. Vỏ đồng ruột Niken chủ đề tàu chiến nha. Khắc ăn mòn zin hãng. Ruột Niken rất là đẹp nha anh em. Lề lối nguyên zin nha. Bốn chín năm mươi nè em giao lưu với giá 3500k nha, chủ đề tàu chiến cổ khắc ăn mòn xin hãng 4950. Chủ đề khắc ăn mòn xin hãng, chủ đề tàu chiến 3500k nha.
Dương Lộc, chủ đề tàu chiến khắc ăn mòn xin hãng 4950, vỏ đồng ruột Niken 3500k. Ruột replica anh không có đâu anh trai ơi, lâu lắm rồi mua không có được cái ruột rép. Ruột rép 41, ruột rép 35, giờ là thua trắng rồi mua không có. Ruột trắng 02 em có. Ruột vàng 02 qua sử dụng hình như cũng có. Đồng thô em có anh trai, đồng thô em còn con 2000 con 01 niêu anh trai ơi. Đồng thô 3,5 triệu gặp nha anh. Niêu con 2000 con 01. Cây Zippo thằng bài nha, nêu full bốc, cây này sản xuất năm 2001 nha, tháng 2 năm 01. Thằng bài nêu full bốc, sản xuất tháng 2 năm 2001, rắc jean em lên jean nha, dạ 79 có anh trai. Còn nguyên tem đỏ nha. Thằng bài nêu này thì em giao lưu với cả nhà là 2500k nha. 2500k em lên xin, chủ đề xin nêu nguyên xin hãng. 79 em có à. Thằng bài nêu 2500k nha. Để em lên cái ruột vàng 02 cho anh, để em có kiếm là báo cho. Không bốn không một chào Thiện Quỳnh, ruột vàng 02 qua sử dụng rồi nha, cái này nó cũng hơi cũ rồi, búa nó hơi mòn rồi, nguyên xin nha. Ruột vàng 02 này thì em giao lưu với anh 300k nha, anh Tấn Võ, ruột vàng 02 nguyên xin 300k nha, anh có lấy thì anh nhắn tin cho em hay nha, em gấp. Em gáp đầy đủ bông tim cho anh hết. Bao bánh xe bán lưỡi gà khỏe cho anh dùng. 300k, cái ruột này hơi cũ quá.
Dạ có anh. Cần Thơ chạy xuống đây đi Thiện. Có rảnh đâu. Em lên cây 79 cho anh tôi là ai nha. Cây Shippo 79 qua sử dụng. Có wifi rồi có cắn nè. Ba gạch sắt 1979 ba gạch sắt. Những chấm đen này dơ chùi được nha anh. Cây này thì nó hơi phôi pha rồi. Lề zin nè. Ít cắn nè. Cây này anh về anh rảnh thì anh xả rơm ra thì nó đẹp. Còn cái lớp rơm zin đó thì nó hơi cũ nha. 1979 bắt bột. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời nè. Ruột trắng hay ruột vàng anh? Một chín bảy chín em giao lưu với giá 850k nha. Nguyên zin hết nha. Hơi cũ thôi. Shippo 1979 850k. Ship 1979 850k nha. Anh trai có lấy thì anh trai nhắn tin cho em hay nha. Ruột 94 hả? Anh chào anh Quang Trung. Anh chào anh Phúc. Chín bốn em hết rồi anh trai ơi, em còn cái 95 với cái 94 vàng anh xài đỡ được không? 94 vàng thì 500k, còn cái 95 này thì qua sử dụng rồi nguyên zin hết. 95 này thì 300k thôi. Có lấy cho em hay em gác phụ tùng vô cho anh nha. Bao anh bánh xe bán nguyên zin lữ gạo khỏe bao xài nha. 94 em hết rồi, em còn trắng 95 và ruột vàng 94. Anh có lấy cho em hay nha. Bốn vàng đây anh. Chỉ rõ 94 nha. Trong ba cái 94 vàng thì cái này là đẹp nhất. Còn mấy cái kia thì nó hơi xấu. Để lâu quá bụi không. Này nguyên xin nha anh. Ba bánh xe bán lưỡi gà khỏe. Anh mua là em ráp đầy đủ phụ tùng cho anh. 500k nha, ruột 94 vàng 500k nha. Anh có lấy chùm. Hay em để riêng ra xíu em ráp cho anh luôn.
Thua Canada anh thua anh Trung ơi. Thua Canada thua thua thua. Dạ anh. Em lên cho anh em một cây Vintage 1937 rơm HB nha. 1989. Vintage rơm bóng 1989. Vintage 1989 form đầu bằng đít bằng nha. Ruột trắng trồng rõ nha. 1989. Đầu bằng đít bằng la mã, 5 la mã. Qua sử dụng chưa cấn. Con này em giao lưu với giá 500k nha. 500k. Shippo Vintage 1989. Ruột trùng 5 rõ nha. Ruột trùng 5 rõ vạch. Shippo 1989 form vintage rơm HB chưa cấn 500k nha. Em lên cho anh em một cây Shippo 1969 đã xả cà rơm rồi nha. Cây này xả cà rơm ra rát rồi. Shippo 1969 xả rơm. Xả rơm ra rát. 1969 năm bạch đứng. Chào Sơn. Shippo 1969 xả sơn ra ráp nha, liền lạc rất là đẹp, chưa cấn nha. Xả cà rơm rất là dày nha, vỏ còn rất là dày nha anh em. Ruột chuẩn đời một mặt chữ lưỡi gà lá lúa. Cảm ơn Sơn. Âm hay nha. 1969 nguyên zin xả rơm. Ruột một mặt chữ lưỡi gà nhỏ chưa cấn. Cái này em giao lưu với cả nhà 1000k nha. 1000k. 1969 xả rơm 1000k.
Shippo 1969 xả rơm 1000k nha anh em. Chưa cắn nha, âm hay nha. Rồng mình nên còn nhiều lắm á Sơn ơi. Rồng Amo, rồng Amo khảm men. Lên cho anh em cây Shippo 1983 qua sử dụng, chủ đề khắc ăn mòn xin hãng lau xanh nha, khắc ăn mòn đổ sơn xin hãng. Em chào anh Long Nguyễn. Chào nhỏ Tino. Shippo 1983 lau xanh khắc ăn mòn đổ sơn xin hãng. Chưa cắn mớp nha. 1983 khắc ăn mòn đổ sơn xin hãng. Chưa cắn mớp. Còn rất là đẹp nha anh em. Ruột trùng chuẩn đà 7 vạch luôn nha. Chuẩn đà 83 7 vạch luôn. Thường là những cây 83 thì cái ruột trùng 7 vạch này rất là hiếm trên thị trường nha. Cây này ruột trùng 7 vạch 1983 luôn. Ruột trùng 7 vạch. Ruột trùng vỏ 7 vạch huyền. Chưa cắn mớp. Cây này em giao lưu với giá 950k nha, 1983 950k. Dạ em cảm ơn anh. Dạ ok vậy nha anh Măng Mai. Mai Mình. Dạ ok nha anh. Rồi có chuyện hồi sau là anh nhắn tin anh sau nha. Cảm ơn anh ủng hộ nha. Máy cây có hộp anh? Dạ em thấy rồi, tại vì em xài hai máy á, một máy ẩn một máy không ẩn. Trên bàn thì nêu thì
Để em lên cho anh từ từ nha. Cái này ship đi Zippo replica 1941. Ráp thô nha. Ráp thô, ráp chưa qua mà đánh bóng bề mặt chưa qua mà đánh bóng để mà mạ phủ gì hết. Người ta hay còn gọi là ráp thô đó. Ráp thô 1941 sản xuất vào năm 2022. Ráp chin ráp thô nha, sản xuất 2022. Tái bản là mẫu Zippo năm 1941, bản lề 4 chấu, phom bầu. Màu rất là đẹp. Tình trạng là new full box nha. Ruột bánh xe sở chỉ. Bùng đốt 14 lỗ nguyên zin. Vách nắp chưa chày xước gì hết, còn nguyên sạch sẽ nè. Ruột trắng trùng năm A2022. Vỏ tháng B là chỉ đúng một tháng thôi. Cây này thì em giao lưu với giá 900k nha anh Mai. 900k. Ráp thô 2022 bản ráp 1941 900k. Một chín bốn mốt ráp zin sản xuất vào năm 2022, 900k. Mà bạc hả? Mà bạc em còn cái mô môi không hả? Mô môi. Cái này là mạ bạc mô môi design nha anh. Zippo xuất Nhật. Được thiết kế bởi nghệ nhân mô môi. Cây này là nghệ nhân thiết kế. Nguyên zin ở bên Nhật đem về nha. Nó tán vô bốn con ốc và chữ M để kèm đồng xu lại. Và khi mà đi mua về là nó có thêm hai con tán mà để dự phòng luôn. Khi mà anh bị mất mất tán thì có tán dự phòng luôn. Có cạc vi xích của Momo. Cây này thì mạ bạc. Trong tình trạng là new chưa sử dụng nha. New chưa sử dụng. Và bốn con ốc này cái đồng xu mình có thể đổi mặt được, đổi đồng xu khác được. Sản xuất vào năm 1996. Bên hông cái dòng này nó sẽ có chữ ký của nghệ nhân Mô Môi. 1996. Trong tình trạng new nha. Và 1977 em có anh trai ơi. Cây này new nè, nhưng mà nắp nó bị xước nhiều nè, chưa sử dụng. Ruột trùng 1996. Những con tán này mình dặn ra được nha. Momo design. Cây này thì em giao lưu với giá 2000k nha anh trai. 2000k cây Momo design nha. Full hộp, full cạc vi xích của nghệ nhân Momo. Momo design 2000k nha.
Dạ để em kiếm cây 1977 cho anh Nam nha. Đây anh Nam ơi, cây Sipo 1977 anh Nam ơi. Sipo 1977 5 vạch sắt. Rơm HB. Nguyên zin nha. Cây này rơm HB rơm bóng, nguyên zin 5 vạch sắt. Dâm đi ti rất là nhẹ thôi. Cuộc trồng chuẩn đời nha, hai mặt chữ nha. Rồi cây này nó bị lỗi rồi. Cây này bị lỗi, để em kiếm cây khác cho anh nha. 1977, cây này bị lỗi rồi. Cây này bị lỗi, để em kiếm cây khác cho anh. 1977. Sáu thấy đấy, chiều em lục cho anh Nam ơi. Giờ em không nhớ nằm đâu rồi, còn một cây 77 nữa, cây 77 đẹp nữa. Dạ ok anh. Dạ hoài Trung ơi, chịu em gửi hình cho anh nha anh Lam. Bán hộp gỗ trên đây chia phần trăm nha. Chào anh Hưng Phạm. Em lên cây này nữa, em xuống like nha, em soạn đồ cho anh em cái. Cây này Bách Tulip 1997.
Cái này phủ sơn hấp nhiệt nha, nguyên zin. Cái này qua sử dụng rồi nhưng mà được cái là full box, nêu full box. Một chín chín bảy qua sử dụng rồi, chủ đề anh sơn hấp nhiệt xin hãng nha. Này là chủ đề ban nhạc rock nổi tiếng của nước Anh thập niên 1960 nha. Cái này qua sử dụng còn đẹp nguyên zin nha, nguyên hộp nguyên tem hết, best to look. Có cắn ở đây nè, dăm đây xíu nữa. 1997 best to look, ruột trùng năm nha, do màu lỗi mờ thôi. Ruột 1996, ruột tháng 11 năm 96, vỏ tháng 1 năm 97, lệch 2 tháng. Hộp 997 ráp zin qua sử dụng nguyên hộp. Cây này em giao lưu với nhà cả nhà 1000k nha. 1997 nguyên hộp nguyên set qua sử dụng rất là đẹp. Chủ đề anh sơn hấp nhiệt zin hãng. Cây này là giao lưu với cả nhà là 1000k nha. 1000k. Best show lớp 1997 1000k. Anh em có mua gì anh em nhắn tin qua tin nhắn cho em nha. Cảm ơn anh em đã xem nha.